Tuấn Vị xin chào cô chú và các anh chị thân mến. Thưa quý vị, hôm nay thì Tuấn Vị có nhận được một thông tin tìm người thân khá là đặc biệt. Vì vậy cho nên Tuấn Vị xin đứng ra để nhờ cộng đồng truyền tải thông tin, cũng như là ai biết được thông tin mà Tuấn Vị cung cấp sau đây thì mong được sự giúp đỡ của cộng đồng. Thưa quý vị, hôm nay thì Tuấn Vị có nhận được thông tin của một người anh ở Bình Dương có gọi cho Tuấn Vị và mong muốn kiếm lại một người anh cùng mẹ khác cha của anh. Và anh có nói rằng nếu có kiếm được người anh này thì xem như đây là một món quà mà anh tặng cho mẹ. Anh rất là có hiếu với mẹ và biết mẹ rất là thương anh trai, nhưng chưa tiện xuất hiện vào thời điểm này, kể cả anh cũng vậy. Và Tuấn Vị hiểu được tâm tư của anh, và qua đó thì anh cũng rất là tha thiết, cho nên anh đã gửi gắm. Anh nói rằng nếu ai có kiếm được người anh trai mà Tuấn Vị truyền tải thông tin sau đây đó, thì anh xin hậu tạ là 10.000 đô. Thưa quý vị, tuy nhiên nói lên đây thì không phải là đặt nặng về vấn đề tiền bạc, nhưng qua đây cũng thấy được tấm lòng của anh rất là khao khát để kiếm anh trai cho mẹ. Sau đây thì Tuấn Vị xin được cung cấp thông tin để mong rằng trong cộng đồng có ai biết được thông tin này thì sẽ báo tin dùm cho Tuấn Vị. Theo như thông tin mà anh để lại thì vào năm 1968 thì mẹ của anh có quen với Đại Quý Biểu đóng quân tại Gò Vấp và tại Trường Quân Cũ ở Gò Vấp vào năm 1968 thì mẹ anh và Đại Quý Biểu có quen biết nhau và đã sinh ra một người con trai tên là Đồng. Thì sau khi đó mà đôi bên đã có một người con với nhau thì bỗng dưng mẹ anh đã phát hiện ra là Đại Quý Biểu đã có vợ. Vì vậy cho nên là mẹ rất là giận và buồn, cho nên mẹ có ẵm con về trả cho Đại Quý Biểu. Sau khi mẹ trả con cho Đại Quý Biểu thì mẹ vẫn âm thầm theo dõi và nghe ngóng thông tin của người con. Nhưng sau khi mà qua năm 1975 đó, sự kiện nó xảy ra lộn xộn đó, thì nghe đâu là gia đình của Đại Quý Biểu đã đi qua Mỹ. Vì lẽ đó mà người mẹ không còn có cơ hội để thăm con. Qua đây thì anh cũng biết rằng mẹ rất là thương nhớ con, và có nhiều đêm mẹ mơ thấy con trai, thấy anh Đồng. Vì vậy cho nên là mẹ đã kể lại cho anh nghe là mẹ nằm mơ thấy anh Đồng. Vì vậy cho nên là anh có cái sự thôi thúc và hy vọng rằng là kiếm được lại người anh, để đó là một món quà lớn cho mẹ. Thưa quý vị, qua đây thì Tuấn Vị cũng xin nhắn gửi ở trong cộng đồng có ai biết được Đại Quý Biểu trước đây là đóng quân ở quân trường cũ, Trường Quân Cũ Gò Vấp, thì mong cô chú anh chị chúng ta hãy cùng báo tin dùm. Thưa quý vị, và sau đây thì để thiết thực hơn thì mời cô chú anh chị chúng ta cùng nghe cuộc gọi của người em có muốn truyền tải câu chuyện cũng như là gửi gắm một chút thông tin để mong cộng đồng sẽ cùng giúp cho anh. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng nghe buổi trò chuyện mà Tuấn Vị đã nhận được từ một người anh ở Bình Dương. Mà bây giờ có cách nào không anh vậy? Và vậy là cái đứa con đó có theo ổng không hay là cho người ta? Đứa con theo ổng. Đứa con theo ổng. Thì nếu ví dụ như mà anh có vấn đề tế nhị đó, thì mà anh có biết về thông tin của ổng thì nói về tên của ổng thôi, khỏi nói tên bên gia đình của mẹ, khỏi nói tên anh. Thì đó là cái thông tin duy nhất mà mình có thể kiếm được. Còn nếu ví dụ như mà không nói tên ổng nữa là coi như mình cũng không có thể nào có một cái căn cứ nào để kiếm. Có biết tên ổng mà bà già em mới giấu, nhưng mà tụi em biết. Ổng là Đại Quý
đại quý trường sĩ quan lục chiến Gò Giáp á, Gò Giáp á là gì, tên gì quên rồi ta, tên gì qua bạn anh có nói anh á, ổng là đại quý ở trường sĩ quan lục quân á. Rồi vậy để em coi ở trong cái tin nhắn đó em sẽ viết lên. Rồi cái câu chuyện đó là xảy ra năm nào? Năm ông anh em là năm 68. Dạ, sinh năm 68. Sinh 68, nếu mà ai tìm được thì hậu tạ ta 10.000 đô. Dạ. Cho người ta riêng 10.000 đô rồi, cho anh riêng. Em riêng em thưởng anh 200 triệu riêng. Dạ thôi, tạm thời thì cái việc kiếm người là việc quan trọng, còn cái việc đó thì em thật sự là em cũng rất là biết gọi là biết ơn về cái việc mà cái anh có lòng, là hơn nữa là anh cũng rất là tha thiết, thì em xin ghi nhận cái điều đó. Còn điều quan trọng nhất là kiếm được người, còn về cái việc mà hậu tạ cho người báo tin đó thì em xin ghi nhận, có nghĩa là cái việc đó là việc nó cũng trong thời gian qua em đã áp dụng và nó cũng đã hợp lý và nó cũng đã thành công nhiều trường hợp đó, thì cho nên là hậu tạ cho người báo tin thì em thấy là nó việc cần thiết. Còn cái hậu tạ bao nhiêu thì tùy theo điều kiện, và có vẻ như là anh thì anh cũng rất là tha thiết về điều đó, thì em xin ghi nhận cái điều đó. Thì cho em hỏi này, là hồi đó là ông đó với mẹ của anh là quen nhau năm 1968 và sinh ra anh đó. Sinh ra anh đó. Rồi. Một năm mấy mẹ mới đi. Dạ, vậy là mẹ để lại cho ổng rồi mẹ đi. À, ổng là đại quý trường quân cụ chở Gò Giáp á. Dạ, rồi anh có biết là nhà ổng ở khu vực nào hay là có ai liên quan tới ổng nữa không? Không biết. Bà già em biết, bà già em không nói, bà già em còn sống mà bà không nói. À, bà đi bây giờ bà không nói, hỏi có thầy mình nói gì cả nào cả, bà cũng không nói á. Dạ. Vậy thì ổng em coi trong tin nhắn thì em sẽ viết cái tên ổng ra rồi em sẽ đọc, vì anh cũng có cái vấn đề là tế nhị thì em cũng biết điều đó, thì em rồi nắm được trên cái cơ bản là như vậy, là sinh ảnh ra là năm 1968. Và anh có biết là mẹ có đặt tên cho ảnh chưa? Mà tên ngoài là tên Rết, tên trong là tên Đồng. À, ảnh là tên Đồng. À, họ gì anh có nắm được không? Không, bà già không nói, em hỏi bà già tên gì, bà già nói tên Đồng, tôi với tên Rết, bà già không nói tên. À, vậy là Đồng tên thường gọi, tên thường gọi ở nhà là cái bằng tên Rết. Rết. Dạ. Là họ em hỏi bà già làm sao là tên Rết, nó hỏi thẻ nó Rết, rồi sao lấy tên trong là tên Đồng. Dạ. Dạ. À, trước mắt đó là em hoan nghênh anh về cái việc mà anh muốn kiếm lại anh của anh, thì cái điều đó là cái điều mà gọi là tạo cho anh có một cái cơ hội để anh biết về mẹ, thì cái điều đó là rất là nhân văn. Em thật sự là em ghi nhận những cái trường hợp đó, hoặc là những người mẹ mà lên tiếng kiếm con, bỏ qua những cái thị phi hoặc bỏ qua những này nọ thì em cũng rất là hoan nghênh. Nhưng mà trong trường hợp của anh á, thì đúng thực sự là cũng em có nghe kể sơ thì em cũng biết rằng là nó có cái tế nhị đặc biệt, nên là em thấy anh lên tiếng vậy là cũng hoan nghênh về cái việc đó. Thì em sẽ có cách để rồi em sẽ thông báo lên, rồi có ai tin gì thì em sẽ cho anh hay. Trường sĩ quan đại quý bửu, đại quý biểu đại quý biểu bửu hay là biểu gì đó, bửu biểu bộ quá. Dạ. Biểu tên biểu đại quý biểu. Dạ. À, thí dụ anh đẩy lên trên cái em có hay coi chương trình, anh nói người nào tìm được thưởng ta 10.000, rồi xong rồi em lấy cái em sẽ lấy cái mẫu ADN của bà già á, em bà già em hay đi khám bệnh á, giờ em sẽ đi lấy mẫu trước để mốt nhiều khi bà chết, bà này cũng 80 tuổi rồi. Dạ. Thật ra thì cái điều này đó thì cũng tốt anh, lấy được lại cái mẫu là tóc và móng tay thì cũng tốt. Nhưng mà ngược lại, nếu ví dụ như mà đối đế thì mình vẫn có thể xét nghiệm là cùng mẹ khác cha, không sao cả.
À, cùng Dạ. cùng mẹ cái cha vẫn 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 được vẫn vẫn được chứ, được được hết. ha. Nhưng mà tốt nhất thì lấy của mẹ thì nó cũng đỡ đỡ Dạ. phiền phiền phức về nhiều công đoạn hơn, nó trực tiếp Thí thí dụ như đúng anh em mình mới lại ông đó có nghèo mình mới lo được, chứ lại khi lo cho cuộc sống mà ông sao coi như ông thế nào, tại bà già ông bà giấu bà không cho tiền, mà em coi tới cái chương trình nó nhiều quá em thấy nó coi nó cũng rất nó mắc, không biết ông giàu hay ông nghèo, hình như là gia đình bên đó khá lắm, gia đình bên đó khá, đối à. với tiền tiền người tụi em bên đây thì cũng không phải, mình nhìn ta nhìn mình nhớ lấy tiền là mình cũng không không cần thiết. Dạ, thì đúng rồi, em hiểu mà, cái À. điều kiện hiện tại của anh thì cũng đâu có trở ngại gì cái việc đó đâu. Dạ. Dạ. Rồi vậy em nắm được cái thông tin cơ bản rồi anh ha. Rồi nếu ví dụ như Rồi. mà anh có nhớ được cái gì thêm, ví dụ như chẳng hạn như là người nhà của ổng tên gì hoặc này kia, nếu có thì anh cứ Không. nhắn nhắn thêm cho em. Rồi, ổng là gốc Bắc, gốc Vĩnh Phú. Ông đó là gốc Bắc. À, gốc người Bắc anh. À, gốc ngoài Bắc là Dạ. đại quý Trường Sĩ Quan lục quân, trường quân cụ hồi xưa Gò Giáp á, đóng ở Gò Giáp á, Dạ. trường quân cụ Gò Giáp đúng rồi. Dạ. Rồi, ok anh, thì em có Rồi nắm được rồi thông tin rồi anh nha. rồi rồi có gì giúp giùm anh vậy, cái gì chắc anh với nhỏ tưởng tôi, anh với sinh năm mấy ta, Dạ em 77 anh à. phải ba nhỏ tôi nhỏ mình tôi 74 vậy. Dạ. Rồi có gì hỗ trợ sang cậu gì qua qua từ mình cho lính mình chuyển cho bạn vài vài chục triệu đi lại, Dạ không cần anh, không cần, để cái đó là tính sau. không qua 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 từng, tại mình đang đi Hà Nội qua từng mình về mình đi À. kêu lính mình chuyển cho tướng vĩ vài vài chục nữa. Dạ, không cần anh nha, Rồi một tí nào sẽ cái rồi việc đó được rồi. có rồi có số tài khoản rồi yên tâm. Dạ, em xin ghi nhận cái tấm rồi lòng của anh, nhưng mà cái việc đó rồi cũng em cũng chưa cần dùng tới nhanh nha. Rồi, 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 rồi cảm ơn anh ha, chào anh nha. rồi, 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 Dạ, rồi, rồi, rồi. dạ, dạ. Nghe anh ơi. Anh nghĩ khi mà mấy năm sau bà già quay lại là hai người đó đứa con đi qua Mỹ á, với ông đó. À, À, tức là nghe thông tin là có qua Mỹ rồi. qua Mỹ rồi, hiện nhiên bà già em sau có lại và lại nhà lại đi Mỹ hết rồi, gia đình đi Mỹ hết rồi. Chứ À. không không chưa chủ yếu bên Mỹ chứ không còn ở Việt Nam. À, rồi em hiểu rồi. Dạ. Dạ dạ Dạ, ok anh. dạ 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 rồi dạ. có gì ráng cố gắng giúp giùm anh, nếu mà anh để lên người ta cho 10.000 anh gửi cho người nào biết thông tin được thì em Dạ dạ được rồi, để em để lên. Dạ. gửi. Dạ. Rồi ok anh, rồi chào anh nha. Dạ 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 cảm ơn. dạ dạ. Thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe qua buổi trò chuyện của người em mong muốn kiếm người anh trai của mình. Tuấn Vĩ cũng xin nhắc lại cái thông tin mà anh cung cấp, đó là anh muốn kiếm người anh cùng mẹ khác cha. Người anh đó tên là Đồng và người cha tên là Đại Quý Biểu. Trước đây thì chú đóng quân ở trường quân cũ Gò Vấp, trường Thủy quân Lục Chiến. Và sau năm 1975 thì khi mẹ anh tới thì đã thấy và nghe nói là gia đình đã đi Mỹ. Vì vậy cũng hy vọng khi cập nhật thông tin thì trong cộng đồng có ai biết thì sẽ báo tin giùm. Theo như lời hứa của anh thì anh cũng rất là tha thiết và anh sẽ hậu tạ với số tiền là 10.000 đô. Thưa quý vị, một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị đã quan tâm cũng như là đã theo dõi câu chuyện trên. Mong quý vị có thông tin thì xin báo tin giùm. Xin chân thành cảm ơn và xin được chào tạm biệt quý vị.